Nhờ mạnh dạn học hỏi và chuyển đổi phương thức chăn nuôi sau lần thất bại đầu tiên với mô hình nuôi tơ ba cá, do không có đủ kiến thức về kỹ thuật, bà Thơ đã quyết định chuyển qua mô hình nuôi bò với kỹ thuật chăn nuôi đạt chất lượng. Trong việc tuyển chọn giống và cách chăm sóc đã giúp bà Thơ thành công với hướng đi mới. Bây giờ đàn bò của chị có bao nhiêu con rồi ạ? Trong năm nay là 22 con. Em trở lại một chút giai đoạn khó nhất của chị đi. Cái giai đoạn mà chồng chị bị tai nạn rồi tất cả những gánh nặng, chị có bao giờ thấy rằng tại sao cái số phận của mình nó không có được may mắn? Có lúc chị cũng tủi thân dữ lắm luôn. Nhưng mà mình nghĩ lại á, có người bị tai nạn không may á, người ta cũng không có muốn như vậy. Được chăm sóc là cái niềm hạnh phúc của mình. Mình nghĩ là mình may mắn hơn người ta, là mình được khỏe mạnh. Mình là trụ cột, mình phải giữ vững để chăm lo cho gia đình của mình. Nếu mình không cố gắng vươn lên, mình gục ngã đi, con mình sau này nó sẽ ra sao? Chị cũng gắng cố gắng để mà vươn xa hơn nữa. Và cái tương lai con cái mình sau này nó không vất vả như mình nữa.